Thưa quý vị và các bạn, năm 2023 là một năm mà doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, nhất là lĩnh vực gia công hàng dệt may và giày da. Do khan hiếm về đơn hàng và giá gia công giảm, một số doanh nghiệp đã phải cho công nhân nghỉ việc, giảm ngày làm trong tuần và giờ làm trong ngày. Song nhờ sự năng động của tập thể lãnh đạo và sự nỗ lực cố gắng của người lao động, uy tín thương hiệu của doanh nghiệp mà công ty cổ phần Tiên Hưng có trụ sở tại thị trấn Vương, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên vẫn đảm bảo việc làm, thu nhập cho 4.000 lao động. Doanh thu của công ty đạt 35 triệu đô la Mỹ, vượt 28% so với kế hoạch đề ra. Thu nhập của người lao động đạt gần 10 triệu đồng một người một tháng, thưởng Tết tháng lương 13 bình quân là 20 triệu đồng một người. Hiện công ty nhận được đơn hàng đến hết quý 1 năm nay. Hiện nay một số công ty không có công ăn việc làm và nghỉ việc, nhưng mà công ty chúng tôi vẫn đầy đủ việc làm và không phải nghỉ. Chế độ lương thưởng công ty vẫn thực hiện cho công nhân bình thường. Về thưởng Tết thì năm nay bọn em hầu như là vẫn được mức lương là thưởng Tết tháng 3 là khoảng trên 20 triệu.